Với tiết lộ chuyện sắp lên xe hoa, Vĩnh Thụy liền công khai luôn người ấy. Vĩnh Thụy là nam người mẫu 8X nổi tiếng, anh chàng liên tiếp tạo dấu ấn với hàng loạt dự án nổi bật trong thời gian gần đây, đánh dấu màn tái xuất ấn tượng sau thời gian tạm xa showbiz. Trên mạng xã hội, Vĩnh Thụy công khai bạn gái trong buổi hẹn hò lãng mạn. Anh viết, càng lớn sinh nhật càng đơn giản, vậy thôi. Mặc dù không công khai rõ danh tính của người ấy, nhưng nhìn qua ai cũng thấy rằng nhan sắc cô gái này ở hạng cực phẩm thế nào rồi. Hiện anh đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Được biết người yêu Vĩnh Thụy tên DH là ai nữ của một đại gia lừng danh Đà Lạt, cũng là quê hương Vĩnh Thụy. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp cuốn hút cùng vóc dáng nóng bỏng luôn tim người đối diện. DH còn có nền tảng tri thức đáng ngưỡng mộ, cô từng du học Singapore và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Trước khi chính thức trở thành người yêu Vĩnh Thụy, DH từng có nhiều năm làm bạn cùng chàng siêu mẫu, bởi Vĩnh Thụy vốn là bạn thân của anh trai DH. Siêu mẫu Vĩnh Thụy và DH được cho là đã tìm hiểu nhau trong khoảng thời gian dài trước khi chàng siêu mẫu công khai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh AZ News để không bỏ lỡ thông tin mới nhất nào từ chúng tôi nhé!